nay sức khỏe thế nào rồi chị? À, chị bữa nay chị cũng đỡ, bởi vì chị cũng có vô máu rồi chích thuốc rồi làm đủ các kiểu như là chị chụp CT rồi chụp hình siêu âm với mổ sinh thiết đồ hết rồi, chỉ còn bữa thứ năm nữa chị mà xạ xương nữa là hoàn toàn đó. Xạ hình xương là sao, em chưa hiểu. Xạ hình xương kiểu như là kiểm tra xương hết coi có gì căng xương không, nữa là bác sĩ nói xong cái đó là sẽ có bước qua là coi mình sẽ vô thuốc cho bớt cái ngực này nó nhỏ lại, cái nó gom nhỏ lại rồi khỏe là tiến hành mổ. Thời gian mà vô thuốc cho gom lại á thì khoảng bao lâu, chị có hỏi bác sĩ không? Bác sĩ chưa nói, tại vì mình làm chưa xong bổn phận này, chừng nào xong bổn phận xong rồi và bác sĩ mới tiến hành qua cái đó là bác sĩ mới nói cho mình biết. Chứ bây giờ là tại vì mình còn đây trong mấy cái phiếu làm thì còn ở bữa thứ năm á mình mới làm xong, nhưng mà từ ngày chị vô đây á chị cũng hơi khỏe, có thuốc men đầy đủ, chị cũng đỡ đau đỡ nhức, khỏe hơn ở nhà nhiều, thấy đúng, không đúng, bữa nay sắc mặt rồi nói chuyện rồi thấy khỏe khoắn. Đúng rồi, ở nhà thì chị đau quằn quại không ăn không ngủ cho nên á là cho nên là chị không được khỏe. Vô đây thì có bác sĩ có thuốc men này nọ, nhưng hôm chị đã vô máu hôm, tại vì chị không có đủ sức khỏe nên chị mới vô máu hôm. Nói chung là thấy nói chuyện gì là biết khỏe rồi đó. Ừ, là chị khỏe. Nay khỏe, mấy ngày mà thấy khác khác ha Thảo? Dạ. Ngực còn bị chảy nước dịch không? Còn, chảy cái gì? Còn nhiều lắm chú xin, tại vì bác sĩ á chích cho nó đẩy ba cái mũ ra bớt, là lặn lặn cho nó bị dễ trong đó mũ lắm, dở ra một lần rửa là mũ dữ trời. Ở đây y tá rửa cho mình luôn. Đúng, y tá rửa. Chứ cái này đâu để người nhà rửa được. Nay hình như là thấy tròn hơn nha, tròn hơn hôm bữa nha. Chị gắng cố gắng chút xin. Ăn uống rồi vô. Chị nói là tại sao với hôm vô đây bác sĩ nói mình phải có sức khỏe mình mới làm được. Bây giờ chị ăn á, chị cũng phải gắng cố gắng ăn, ăn không nổi chị cũng phải ăn. Tại vì mình đã vô đây quyết tâm mình trị bệnh mình phải ăn. Lần có sức khỏe lần mình mới trị được. Bởi vì bác sĩ nào cũng vô khuyên chị yếu sức khỏe, chị phải gắng ăn đầy đủ cho em mới tiến hành làm nhanh cho chị được. Bởi vì chị phải gắng cố gắng chú sinh. Đúng rồi, gắng cố gắng ăn uống vô. Đó. À, tại vì... Mai đâu rồi? Dạ, chắc đi đâu rồi. Từ bữa tới giờ là em với Mai là ở đây luôn hả? Dạ. Ừ. Tại vì chị còn hoàn cảnh của chị hơi khó khăn, chị phải gắng cố gắng. Hết bệnh về còn hai đứa nhỏ bỏ nhà vất vả, không ai chăm. Mua gói mền luôn rồi đó ha. Còn cô này là ở mới ở chung phòng đấy hả? Còn người nhà cô đâu? Đi mua đồ rồi hả cô? Có hai người nói chuyện đỡ buồn. Ngoài những cái xét nghiệm, những cái kết quả gần đây thì cũng không có cái gì khác thêm nữa hả chị? Đúng rồi. Làm lại, ví dụ là như là tầm soát lại hết, kiểm tra hết, tất cả từ đầu luôn. Là kiểu như là chọc khinh khiết, mổ lấy khinh khiết là đem đi, người ta hãy làm lại hết. Mà mổ đây, tại cái thương này đau rồi. Mổ đây cũng đau, tại vì mà mổ lặn lấy hình thiết ra lặn đi người ta coi lại á. Ở đây có chai thuốc gì của ai à? Của người ta để đó không biết. Từ lúc ngày đầu nhớ thấy. Ủa rồi lao công người ta không dọn hả? Không lau chùi hả? Ta chửi ở ngoài không có để đó không có ai. Đây bỏ thùng rác luôn đi. Collagen gì đó, chắc là của người nhà của Bịch. À. Bỏ vô luôn. Em với lại Mai thay nhau để mà chăm sóc cho chị Xuân như thế nào? Dạ thì kiểu như mà bình thường, không có vô máu hoặc là không có xét nghiệm này kia thì cho em xin ăn xong rồi em xin nằm nghỉ. Tụi em cũng giống như cũng chảy ở dưới đó nằm nghỉ.
Có à, hôm là vô máu nên phải canh đó. Tại máu hơi hơi đặc nên là hay bị ứ đó. Hay dù có đi đi kêu y tá luôn. Chị Xuân là nhóm máu nào vậy em? Máu O. Về cái khoản đóng tiền này từ bữa thì sao rồi? Dạ, hôm bữa vô tới giờ đóng mới 3 triệu mà. Em chưa nghe là đóng thêm, nhưng mà không biết mấy là cái tiết nhận sao, em chưa biết nữa. Cũng không có mỏi mệt gì nhiều hả em á? Dạ, nói chung cũng không có mỏi mệt gì nhiều anh. Tại vì chị cũng không có truyền nước gì hết á. Chỉ là mỗi ngày bác sĩ vô chích thuốc và có canh là canh giờ cho uống thuốc 4 tiếng uống một lần thì có canh là canh như vậy. Với có khi mấy ngày nay hơi bận xíu là tụi em phải đi xuống để mà đưa chị Xuân lên xuống chụp hình kiểm tra này kia. Ngồi xa lăng. Dạ. Ngồi xa lăng. Mà với lại mấy ngày nay người ta đi khám bệnh đông lắm. Ừ. Mình phải đợi chờ thang máy, kẹt thang máy. Mấy cái video gần đây anh đăng là có coi không? Dạ, có thấy. Riêng em thì như thế nào? Em coi rồi em thấy như thế nào? Dạ, nói chung mình cũng biết nói sao nữa. Dạ, không, quá riêng, tốt rồi. Dạ. Riêng về những cái phần bình luận mà mọi người bình luận về em á, riêng em thôi chứ không có nói về với việc mà bệnh tình của chị Xuân. Dạ. Nha. Thì em cũng có coi nhưng mà nói chung thì mọi người suy nghĩ thì mỗi người mỗi suy nghĩ, em cũng không có biết được người ta nghĩ gì nên là em cũng không. Nhưng mà có đa phần thì họ ngưỡng mộ. Dạ. Tấm lòng của em. Dạ, những cô chú mà ngưỡng mộ em chúc sức khỏe em này kia nữa, nói chung em cũng vui lắm. Đây là cái người đầu tiên mà em giúp đỡ hay là từ trước tới giờ em có đã giúp đỡ tương tự như vậy không? Dạ, nói chung em chỉ giúp đỡ lặt vặt thôi, không đến, nói chung không đến nỗi là không đến mức như vậy. Dạ, ha. Không đến như vậy, chỉ có riêng chị là chắc là cái duyên. Chắc là cái duyên thôi. Dạ, với lại tại vì bệnh tình chị nó nặng đó. Còn như những người trước em giúp đỡ thì chỉ là bình thường giúp thôi. Không có gì phải đáng nói. Con bé gì nó có vô thăm chị không? Con gái út của chị á? Nó không có qua đây thăm được chú Sinh. Tại vì em đi làm gì đó, nó hai đứa con nó nó chăm con nó từ bẩn qua đây cũng khó khăn. Không có vô đây thăm được. Vậy con nó nhập học mà còn không có được đi học được. Là phải chừng nào mà để chị khỏe rộng cho nó học sao. Bận suốt vậy đó hả? Thì ở đó nếu công ty đó mà tôi nghĩ nó trừ tiền nhiều lắm cho nên nó không nghĩ được, nó phải bằng suốt. Bởi vì trong hoàn cảnh nó diễn nó cũng khó khăn quá, nó phải gắng cố gắng làm mà nó nuôi con nó chứ phải chi mà nó còn có chồng nó không có bỏ nơi con nó thì có phụ với nhau thì cũng đỡ. Tại bây giờ không còn người nào mà để nó nuôi tự hết, nó phải tự lập nó nuôi con nó. Nếu như chị đã bệnh như thế này rồi mà chị không lo mở được, phải khi mà chị không bệnh chị còn lo được phụ nó. Nhưng mà bây giờ đó, chị bệnh chị đây á, nơi nào chị lo được, nó phải tự lập nó lo cho con nó. À em quên đó, em cũng có gửi số điện thoại của chị cho một vài người mà muốn gặp trực tiếp chị á, có ai gọi điện cho chị không? Hình như là cũng có một vài thầy thuốc nam thuốc bắc gì đó. Có gọi á anh. Em nghe. Em nghe hả? Dạ. Chứ chị Xuân không có nghe. Ừ. Nói chung mấy ngày nay chị khỏe là bữa nay là chị được hơi khỏe, mấy ngày trước thì chị cũng không được khỏe gì. Cũng muốn nghỉ ngơi thôi ha. Ừ. Sao họ gọi, họ nói sao vậy? Dạ, Thảo? À, dạ, gọi là hỏi tình hình mà bệnh của chị Xuân sao rồi. Tại vì họ cũng có thuốc chiên chị về khối u này kia á. Nên nói thí dụ như điều trị bác sĩ, cách điều trị như thế nào, bác sĩ có nói như thế nào thì cho họ hay. Để mà họ có cái thuốc để mà gửi cho chị Xuân uống điều trị về bệnh này. Rồi em trả lời như thế nào? Dạ, em chỉ nói là dạ có gì thì nếu mà bác sĩ có kết quả gì thì em sẽ cho hay. Như vậy thôi chứ em cũng đâu có biết nói gì hơn đâu. Dạ, cũng có một chú là xin số tài khoản. Dạ, chú đã chuyển cho em 500 ngàn để cho chị Xuân mua sữa uống này kia. Ừ. Nóng lắm hả? Bị gì hả? Dạ, đổ mồ hôi hả? Nóng. Tại vì bác sĩ cho uống thuốc với chích thuốc á, nên cho người hơi bị nóng một xíu.
Vậy đồ phải uống đồ mát á. Từ bữa giờ chị có bị sốt không? Không. Dạ không. Chỉ là tại vì làm những cái xét nghiệm chị đau quá nên chị hơi mệt. Ừ. Chị tới đi lui á. Dạ đúng rồi. Hình như bữa nay bự hơn phải không? Dạ tại vì ở trong nó lót một lớp gạc còn lớn vậy nè. Sợ bị chảy. Dạ vậy để cho nó đỡ chảy với rồi thêm quấn. Quấn một cái cái miếng băng ở ngoài nữa. Chị là ăn cơm hay là ăn cháo? Chị ăn cơm cũng có ăn cháo luôn đó. Giờ nào Thảo thấy chị đói là Thảo. Ăn nhiều không Thảo? Chị Xuân ăn nhiều không? Dạ ăn mấy bữa nay ăn cũng đỡ lắm mà. Thảo ép cho ăn mà chị chứ xin chị dám cố gắng ăn. Lần chị có sức lần chị mới cho bác sĩ là đúng rồi. Tại vì mình trước khi mà mình muốn em tạm gọi muốn vô thuốc hay là muốn phẫu thuật cái gì đó là người ta phải kiểm tra sức khỏe mình đầy đủ khỏe. Bác sĩ nói là nếu mà muốn khỏe lại muốn hết bệnh thì giờ sức khỏe không đủ máu nè, chỉ cần đủ sức khỏe phải gán ăn cho được bác sĩ sẽ cố gắng sẽ làm. Cho nên chị phải nghe bác sĩ phải cố gắng ăn. Em cho ăn cơ, ăn nói chung ăn cơm, ăn hủ tiếu cũng có, ăn cháo cũng có. Rồi em cho uống sữa, trái cây rồi nói chung cho ăn nhiều hơn. Cái này là bên cái bàn của mình đó hả? Dạ, ở đây là ông nguyên khô này là cũng của bên. Còn bên đây là dạ, của cô? Là của cô, dạ. Ừ. Sữa nè, sữa ngày uống chừng 2 lon là cũng tốt rồi đó. Dạ. Có khi cây. Chị ngán quá, một ngày chị uống một lon cũng được rồi. Ừ. Ăn kèm trái cây này. Ừ. Mình làm cho sức khỏe mình khỏe lại chứ. Mà lúc mà chị ở nhà chị đau quằn quại mấy ngày đó ha. Chị không còn chịu nổi, không còn xét nữa. Em có định là ngày mai, trưa mai em vô em thăm chị. Tại ngày mai cũng có một cái trường hợp ở với bệnh viện ung bướu nè. Họ cũng liên hệ, nói là cần giúp đỡ. Thì sau đó thì không biết lý do gì đó thì họ không biết là bệnh viện họ trả hay là gấp về quê sao đó thì đi xe cấp cứu về rồi đó, thì em mai là em không có xuống nên là hôm nay em tranh thủ em xuống đây, tại vì 4-5 ngày sắp tới đó là em đi lên Tây Nguyên, là có thể là qua tuần đó, em mới gặp lại chị, nên là theo yêu cầu của cô chú anh chị hỏi về tình hình sức khỏe của chị Xuân đến đâu và cái hướng điều trị như thế nào đó, đó thì em theo yêu cầu của mọi người em vô đây để mà em gửi đến cái video này đến cho cô chú anh chị. Thì chắc là mọi người coi cái video này với lại Mạnh Thường Quân đó, họ coi thì họ sẽ mừng cho chị, chúc mừng cho chị. Yeah. Ừ. Chị cũng cảm ơn mấy người hãy thăm. Chị mà chị nằm ở nhà mà tới giờ không biết làm sao luôn đó. Không, mấy ngày cuối chị nói thật cái chú sinh nghe là chị nói là thà là để chị chết đừng để chị đau đớn như vậy. Chị nói thật, đau đớn không chịu nổi. Giờ là mình mệt thôi chứ là đau là cũng đỡ rồi. Đúng rồi, chị hay còn hơi mệt thôi chứ. Là đau là uống cái thuốc giảm đau. Mệt là mấy bữa nay là đi mà xét nghiệm, đi tới đi lui rồi. Cái tay không có mạch đó anh. Kim ghim quá trời luôn. Không có ven. Dạ đúng rồi. Vô máu cũng khó nữa. Nên là hôm phải canh đó. Vô mấy bịch máu rồi? Dạ 2 bịch. Cho nên chị bây giờ chị phải gắng cố gắng ăn lên có sức khỏe đầy đủ rồi lặng để cho bác sĩ tiến hành làm cho nó nhanh. Ừ. Thì chị cũng cảm ơn những người hỏi thăm sức khỏe của chị như vậy. Ừ. Giúp đỡ cho chị mà được có sự sống như đây, chị rất là cảm ơn nhiều luôn. Cô này là cũng vú luôn hả? Dạ, nhưng mà chắc là cô là quá trị rồi. Đợi phẫu thuật thôi anh. Trường hợp của cái ngực của cô chị này có khả năng sẽ phẫu thuật được không cô? Theo kinh nghiệm của cô mà là một bệnh nhân. Dạ. Tại vì thường thường là khi một người phụ nữ mà phát hiện có những cái gì biểu hiện lạ ở phần ngực là họ đã đi điều trị và đã phẫu thuật rồi. Thường thường là vậy, là đã phẫu thuật rồi. Còn cái này là đợi tới mà chảy mũ, chảy máu thì mình cũng không có nói trước ha. Ừ. Nhưng mà theo lời bác sĩ thì vô thuốc xong hay là gì đó thì gom lại thì bắt đầu phẫu thuật. Tại bây giờ chị đang bị gọi là nó có mũ nhiều quá, nên phải gom mũ cho nó khô lại.
đang cần sức khỏe nữa. Hôm bữa em đăng cái chị gì lên, chị gì ở Bình Dương gì có coi không? Chị mà phẫu thuật rồi luôn đó, Thu Anh đó. Y chang chị đó, phẫu thuật rồi luôn, khỏe rồi, giờ đi bộ chạy cười cười đó mà. Như được vậy là quá mừng. Ừ, chị Thu Anh ốm hơn chị, yếu hơn chị nữa mà. Nhưng mà cái đó là của chị Thu Anh đó là lành tính, cho nên nó là chị cũng đỡ. Ừ. Tại cái mục của chị Thu Anh nó bự ra, nhưng mà nó là kiểu như kêu bằng cái hạch lành tính, chứ không phải là cái khối u. Nó là cái hạch lành tính, cho nên chị Thu Anh nó khỏe hơn chị nhiều. Thôi em xin phép em về nha. Em về, để tranh thủ về rồi rồi có gì qua tuần gặp lại sau nha. Dạ dạ. Thôi anh về luôn Thảo ơi. Dạ dạ. Hôm nay thông báo cho cô chú anh chị về trường hợp của chị Xuân nha mọi người. Rất là cảm ơn đến mọi người đã quan tâm tới chị và cũng như quý Mạnh Thường Quân mấy ngày trước đã giúp đỡ chị kịp thời để mà đi cấp cứu. Hiện bây giờ thì những cái thông tin thì chị Xuân cũng nói rồi, bây giờ là chị theo dõi sức khỏe, khỏe rồi vô thuốc. Khi nào mà cho cái khối u nó gom lại thì bắt đầu sẽ phẫu thuật hoặc là những cái phương pháp nói chung là sẽ tốt cho chị. Và chị sẽ còn nằm ở bệnh viện ung bướu một cái khoảng thời gian dài. Có những cái thông tin gì thì Google Food sẽ cập nhật đến cho mọi người. Thôi anh về nghe, nói mai là anh về luôn nha. Dạ. Thôi con về cô, chúc cô sức khỏe nha. Dạ. À, còn lại ít phút cuối ở video đó thì mình sẽ gặp lại hai anh em của Dũng với lại Triết. Hôm nay thì hai anh em vô trong lại bệnh viện để mà có những cái phát đồ mới về cái bệnh tình ung thư xương của Triết. Xin mời cô chú anh chị hãy theo dõi phần tiếp theo về em Triết xem như thế nào nha. Sao tình hình sức khỏe của hai anh em của Triết như thế nào rồi? Giờ cũng đỡ rồi. Giờ đỡ đau nhất này kìa. Đâu em dở cái màn lên cho anh coi cái chân nó coi. Hôm nay rồi coi vết thương rồi coi. Lành. Nói chung là tốt ha, ổn định ha. Dạ. Ừ. Đi được rồi mà, có nghĩa là di chuyển một chân được mà ha. Dạ. Rồi đợt này vô trong bệnh viện thì bác sĩ họ chuẩn đoán rồi họ nói sao nữa, tiếp theo là sao? Dạ, bác sĩ nói là chờ là du là hóa trị để giảm khả năng nó di căn. Khi nào họ sẽ hóa trị em? Dạ, chiều thứ tư 2 giờ du. Hóa trị bao nhiêu to, bao nhiêu lần? Dạ, cái đó là em chưa biết, tại bữa mới đi bóc số với lại xét nghiệm máu với lại đo nhịp tim. Vâng, với lại chưa biết kết quả. Hóa trị đó bao nhiêu tiền? Dạ, hóa trị là bữa em chua lên, bác sĩ nói là cái bảo hiểm là 100% là không mất phí. Không có tốn tiền gì luôn hả? Không có tốn tiền bên hóa trị. Còn nếu mà bảo hiểm là trong bảo hiểm là không tốn tiền, còn ngoài bảo hiểm chi trả không được là mình bỏ tiền ra. Hình như là Triết này là đang tập đi nạn luôn hả? Dạ. Ở cái vết thương ở chỗ chân là giờ còn đau không Triết? Nó có bị tê không? Bị giật không? Thôi cố gắng thôi chứ giờ. Rồi gán vô lần thuốc này là bắt đầu mình được qua duy trì đó. Rồi mình về quê nhiều hơn. Ừ. Đợt này là vô trong Sài Gòn là chắc cũng lâu hả? Dạ, vô lâu rồi. Rồi bây giờ em chăm sóc cho thằng Triết nó cũng đỡ cực công hơn đúng không? Dạ. Anh xin hỏi lại về cái phần tiền đó, là từ bữa giờ có vô trong đây có đóng tiền gì thêm không? Dạ không anh. Rồi thêm nữa là bây giờ cái công việc của em là bây giờ em bỏ qua một bên, em thay mặt cho gia đình là em chăm sóc cho em trai. Dạ. Thôi vậy cũng được rồi.
khi nào mà bác sĩ có phát đồ hoặc là họ có tư vấn là vô thuốc và vô thuốc bao nhiêu to, bao nhiêu tiền thì em báo lại anh nha. Yeah. Hai cái trường hợp ngày hôm nay trong video này đó là mình chia sẻ cho mọi người thông báo cập nhật thông tin của chị Xuân với lại là em Triết đây. Thì nói chung là trước mắt là thấy cũng có khả quan, cũng có niềm vui đến với lại riêng mình và tất cả mọi người quan tâm đến hai cái trường hợp trên, đó là chị Xuân và lại cháu Triết. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều đã giúp đỡ đến cho hai trường hợp mình vừa thăm ngày hôm nay. Có những cái thông tin thêm mình sẽ cập nhật đến cho mọi người. Thôi bây giờ thì cũng tối rồi, mình xin phép là mình kết thúc cái video ở đây. Còn những cái video mà của chị Xuân với lại em Triết mà nếu mà khán giả mới chưa có biết nhiều về thông tin đó, thì có thể liên hệ lại ở trên kênh, mình sẽ gửi cái đường link hoặc là mình sẽ báo trực tiếp qua điện thoại đến cho mọi người về hai trường hợp này. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.